Ly làm gì đó Ly? Làm gì đó Ly? Cưng con Ly nhất nhà luôn á. Không, không bỏ vô chuồng nhốt, nó phóng kịch lên nóc nhà cái nó phóng qua cái hàng rào phóng ra ngoài. Hàng đó đang làm gì đó? Kiếm gì trong đó không vậy? Không quậy thì kiếm cái gì đó. Con gì đó quậy. Quậy. Kiếm gì đó con? Ừ. Kiếm gì cho con trong đó vậy? Hả? Kiếm con gì vậy?
Thủ lô. Lô. Biểu lô. Thằng thì chạy, còn thằng thì phóng ra. Thôi xin chào, chúc cả nhà dễ nha. Cả nhà xem nhớ chia sẻ bấm một like nha. Thôi xin chào.